và khi mà trẻ con chơi bám vào cửa cái tay hồ vô tình có mặt trừ hồ nó mới chỉ không bị động cái sức khỏe cái nốt này không có chỉ nó chỉ là quên. Đây cái nặng này, đây là một cái sản phẩm của cái tay nặng. Đấy cái nặng này anh em sẽ phải gắn lên. Đây. Nặng này là khi mà đi xuất đi nước ngoài để mà xuất cái nặng này, đặc biệt cái một nước qua rất nhiều các cái chuẩn bị của nó. Thì em phải dùng một cái hai cái pin bé tí như này. Đây 4 cây. Và một thằng Mỹ nó khoảng 100 cân thôi. Thì nó phải test như thế nào, nhưng mà bây giờ cái nặng bé tí nữa mà nhảy lên cái quẹt xương mà đứng nghĩ nó chịu lồng mắt thì cái sản phẩm mình đáp ứng được trông đơn giản này là trong biết bao nhiêu công nghệ đúng không? Nhìn trông rất là đơn giản. Sản phẩm bên mình là làm hoàn thiện hơn thế nào, nhưng mà của nhà trồng được không bao giờ đi muốn đi tặng lại, mà nếu em thích thì tí tặng cho đúng. Lên vào trường khách em có lạ đấy chị ấy không? Nước thải là có bố giáo xử lý nó đẩy ra cái sông của lầu này nó bị bắt, nên là mình mới mua lại nhà máy này. Nhưng mà trong cái chi phí về xử lý của chôm xử lý nước thải là vấn đề đấy, đúng rồi, xử lý